Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh video của Máy Nông nghiệp Cường Linh. Thì hôm nay là ngày 15 tháng 1 năm 2024. Thì chúng tôi đang bàn giao máy ép cám viên S186 Plus, máy 3 quả lô, máy 186 sử dụng trục cắt đăng, trục trực tiếp cho anh khách ở là Gia Lâm, Hà Nội. Anh mới khánh thành ngôi nhà rất là đẹp và mở rộng chăn nuôi nên là đầu tư thêm cái máy ép cám về để sử dụng chăn nuôi gia đình. Thì ở đây là máy ép cám viên S186 Plus đây. Đấy, anh kỹ thuật đang tiến hành là đổ nhớt vào. Thì với máy này thì chúng ta sẽ có là 3 quả lô này. Đấy, 3 quả lô ép sử dụng hộp số ô tô, sử dụng trục hộp số ô tô và truyền động giữa motor và hộp số này là sử dụng trục cắt đăng. Trục cắt đăng ở trong này. Đấy, sử dụng trục cắt đăng. Motor của máy thì sử dụng motor là 3,5 kg. 3,5 kg tương ứng với 5 ngựa, chạy điện một pha 220V. Motor tua chậm, vòng tua 1470 vòng 1 phút. Đấy, motor của điện cơ Tần Hưng Đạo. Motor dây đồng, bảo hành cho bà con 12 tháng khi mua hàng. Lúc chúng ta mua hàng thì cũng có sẵn phích cắm ra điện cho bà con ở đây như này. Đấy. Toàn bộ thân máy thì chân đế nó hoàn toàn bằng thép. Có 4 bánh xe để bà con dễ dàng di chuyển. Lúc mua máy thì trong máy thì sẽ mới có cái nhớt để bảo quản máy thôi. Còn bà con mua về thì chúng ta sẽ mua thêm 4 lít nhớt nữa chúng ta đổ vào cái hộp số này. Đấy, chỗ đổ nhớt ở đây. Còn lâu dài thay nhớt thì chúng ta sẽ có cái nút xả nhớt ở dưới này. Đấy. Lắp sẵn trong máy là một sàng 4 ly. Và đằng trước máy này thì chúng ta sẽ có hệ thống dao cắt để điều chỉnh cái độ dài ngắn của viên cám ở đây. Đấy, 3 quả lô bằng thép gia cường. Thép không rỉ, rất là đẹp. Đấy, chắc chắn ở đây. Ở đây có 3 con ốc cao này thì chúng ta sẽ sử dụng để chỉnh 3 quả lô. Đấy, trường hợp bà con sử dụng chúng ta sẽ điều chỉnh 3 quả lô này lúc chúng ta không đưa tay quay như này, không quay được. Đấy, là chúng ta có thể sử dụng được, cắm máy lên, bật máy lên thì 3 quả lô nó sẽ quay đều. Trường hợp quả lô nào nó chưa quay hoặc là chúng ta không cắm điện mà đưa tay quay được như này thì chúng ta sẽ tiến hành siết những con ốc đen này xuống. Đấy, để nó ép cái quả lô vào vừa sát với mặt sạc thì viên cám ép ra thì nó sẽ nhanh hơn, cũng như là cái độ nén của viên cám thì nó sẽ được chặt hơn. Tổng thể của máy thì chúng ta sẽ có một cái máy S186, nó sẽ dài khoảng 90, cao khoảng 90 và bề ngang thì nó tầm khoảng 35 phân, với cân nặng của nó thì khoảng 85 kg. Đấy, toàn bộ như này khoảng 85 kg. Và trường hợp và giá máy thì hiện nay thì máy cám viên S186 Plus này thì sẽ có giá là 8.300.000 một máy hoàn chỉnh. Ngoài ra bà con có nhu cầu mua thêm mặt sàng, mua thêm quả lô thì chúng ta sẽ mua thêm, với một mặt sàng của nó thì sẽ có giá là 400.000 một cái mặt sàng. Đấy, lắp sẵn trong máy là sàng 4. Ngoài ra có sàng 2, sàng 3, sàng 6 hoặc là sàng 8 ly thì chúng ta sẽ tiến hành mua thêm. Đấy, sau đây sẽ là quá trình đổ nhớt cũng như là ép cám viên, hướng dẫn chủ nhà làm cám, thì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hiện tại là bên em đang trộn cám anh chị nhé. Cám hiện tại là mình sẽ tạo độ ẩm là từ 5 đến 10%, như là 10 cân cám gạo thì mình có thể bỏ vào đấy là nửa lít nước. Và trong cái quá trình vận hành thì máy nó sẽ sinh nhiệt cho nên là cám gần như là thành phẩm thì sẽ là khô nha anh chị nhé. Mình để ngoài khoảng 30 phút là mình có thể đổ vào bao được. Mặt sàng hiện tại đang lắp trong máy là mặt sàng 4 ly. Và nếu như anh chị nào có cái nhu cầu mà ép cám nhỏ hơn thì mình sẽ đầu tư thêm cái mặt sàng nhỏ hơn nhé. Ngược sáng. Cám đen trong máy nó là than hoạt tính anh chị nhá. Bây giờ em test máy thì mình sẽ nhìn thấy.
đổ vào. Chỉnh cắm này, cắm ngắn thì chúng ta sẽ chỉnh cái dao đằng trước này. Hay đổ cả cũng được, không sao đâu, cho nó đời vào. Máy ép cá bên ép đồ tạo sóng còn lớn. Chân thành cảm ơn quý vị bà con đã theo dõi video. Thì quý vị và bà con có nhu cầu mua máy ép cám, máy đun cám viên, vui lòng liên hệ đến máy Cường Linh, địa chỉ số 36 đường Cổ Điền, xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội, hoặc qua số điện thoại chúng tôi để bên góc trái màn hình 0922 252 666 hoặc là 0866 282 266.
để được tư vấn cũng như là có những cái giá bán tốt nhất. Chân thành cảm ơn quý bà con đã theo dõi video, bấm đăng ký kênh để xem những video, những sản phẩm mới nhất chúng tôi. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.